Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Thứ hai đánh giá như thế nào về phong trào của đất Việt VAC? Hả? Ủa, ra sân banh hỏi gì ngộ vậy? Đánh giá như thế nào thì mình thấy là công ty cũng phải gọi là có làm có chơi đó, World Cup Play Hard. Hứa hẹn là một cái trận đấu rất là hấp dẫn. Năm trước Hiếu thứ hai được gọi là lính mới nên có vẻ khá thông thả. Nhưng năm nay Hiếu có thêm kỹ thuật hay tham gia bàn chiến lược với các anh không? Không, năm nay thì chắc là mình cũng sẽ ngồi ngoài tiếp thôi. Bởi vì không có thời gian để tập luyện cùng với mấy anh em, và đặc biệt là đội All Star. Hôm nay là chắc là phải đem theo cái sân này 50 cầu thủ mà ai cũng là xuất sắc hết, nên là chắc là phải ngồi ngoài thôi. Yeah. Hiếu, anh Hiếu, em có mua nước cho anh nè. Các đội còn lại đều rất mạnh. Hiếu thứ hai có cảm thấy lo lắng không? À, có thật không? Có thật là đội này mạnh không vậy? Tại vì mình không có ký ức gì hết. Ok, hôm nay là mình chỉ biết đội All Star thôi. Yes sir. Mình chỉ hy vọng là đất Việt VAC sẽ càng ngày phát triển hơn nữa, càng ngày càng thành công hơn nữa, để mà tạo ra những cái món ăn tinh thần, những cái sản phẩm thật là tuyệt vời, cũng như là hôm nay có những cái phong trào như thế này cho tất cả các anh em ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn đất Việt VAC. Chứ vô đây được 100 triệu. Nhà anh Huy anh, năm này anh Huy anh đó. Cứ mua cầu thủ là 100. Hôm nay đội hình chúng tôi chỉ 1/2 đã được thôi. 1/2 còn lại là chúng tôi ngồi đây gọi là nấu lẩu, ăn uống đồ. Chứ không có đá nổi. Hôm nay cảm giác em thế nào? Dạ của em rất mệt. Hôm nay là tối qua thì em ngủ rất sớm, là 12 giờ em đã ngủ rồi. Nhưng mà hôm nay là trận thứ hai mà em đá trong năm vừa qua. Không, trong 2 năm vừa qua. Trời ơi, nói gì cho chuyên nghiệp xíu. Thằng bé nói, ý tên nó là 2 năm nó nghỉ có 2 ngày thôi, những ngày còn lại nó đều đá banh hết. Em nói vậy rồi sau này đội mình em vừa thấy sự xuất hiện của anh Trường Giang, nhưng mà sau khi khởi động xong Má Trường Giang gọi là linh vật của team thôi, chỉ là ra gọi là
Ú à. Ê hê hê, tại vì má nói là ở nhà có con nhỏ, cũng sắp quay tiếp một mùa và hai một đêm rồi, má sợ. Thực tế là em lại thấy anh ăn nữa rồi. Em chưa ăn gì luôn á. Hồi nãy em thấy anh ăn bánh rồi đó. Trong lúc mọi người đang chiến thuật thì anh xong luôn ăn bánh à? Đúng á, anh chung game nên chỉ đạo mọi thứ xong hết rồi. Vậy đó. Yên tâm rồi anh mới ra đây ăn đó chứ. Vậy cho em hỏi đội anh ai đội trưởng vậy? Anh thì anh không biết ai là đội trưởng nhưng mà anh là người mới vô. Ừ, anh là người mới vô nhưng mà là cây hài của team đúng không anh? Có em hài nhạc hả em? Nhưng mà em nghe đâu là năm trước anh rất là siết cân. Nhưng mà năm nay thì đó quá đâu là tưởng. Xuống cái máy luôn em. Anh sẽ được bao nhiêu vàng cho đội mình vậy? Tôi không dám chắc nhưng mà nếu mà được vô sân cơ, còn sợ không được vô sân luôn á. Tại vì bữa nay tôi đau chân mà đồng đội tôi ngoài cái việc là quan tâm tôi là sợ tôi đau chân mà còn quan tâm thêm một cái là sợ tôi muốn làm ra cái nên cái trò chống gì cho nên là nhiều khi không cho tôi vô. Vậy là anh chỉ có mặt là đẹp đội hình thôi. Này là team visual ha anh? Nhưng mà tôi cứ vô là có bàn thắng. Còn biết là qua bên đội nào thôi. Em thấy là hồi nãy anh Huy anh rất là tự tin đó. Nhưng mà có thêm anh thì mức độ tự tin của anh Huy có tăng cao không hay là không? Anh Huy thì anh Huy là người thẳng thắn thật là chất phát á, nói gì có thiệt đó. Thì không, anh xin lỗi hỏi tỷ số anh Huy nha, anh đoán thử coi, anh đoán thử coi anh Huy sẽ đoán bao nhiêu tỷ số, bao nhiêu bốn năm rồi không biết luôn. Không biết anh đoán đi, mình đoán nói chung kết hay là tỷ số gì? Dạ anh định anh vô tới chung kết luôn hả? Rồi được, anh là vô chung kết em. Vậy rồi chung kết anh bao nhiêu trái nè? Chung kết ở 5 trái thôi. Wow. À chừng bao nhiêu phút? Không biết đá banh. Vậy cũng chưa biết. Ủa gì anh biết đá banh mà. Thường tùy cái phút. Này nhiều khi là có 30 phút trận thôi. Không là bị chiến dục sân 7 người ít hơn. Team anh cũng có một mầm non mới là anh luôn. À đây là mascot thôi chứ thật ra là không có đá. Đúng rồi. Tẩy hả? Để giúp em với hôm nay là màu nào phong thủy hơn? Màu này đi. Một cái đỏ. Màu đỏ phong thủy ha. Tôi là chân sút chính của giải và cũng như của đội. Chân sút bị dấp luôn á. Không quen á. Khi nào mà đội tôi mà đang trong tình trạng nguy cấp mới đưa tôi ra. Mà thường thì ít khi nguy cấp, tại đội tôi thắng hoài à. Chứ lần nào tôi ra là tôi ghi bàn á. Nè, nay tôi lấy một trái nè. Xong luôn. Xong luôn. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Chúc mừng MC All-Star và cũng xin cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của team VN. Chưa thấy anh giành bóng anh.
người ta chưa có chuyện với tôi. Tôi có đến đó chờ để chạm mắt. Ra là được rồi, anh không còn gì hết, gì hết là đủ rồi. Mà anh tỉnh chưa? Anh thấy ra gì đối với anh em hơi thấy nhiều, mệt anh rồi. Hơi đỏ. Đúng rồi, mà hơi quá chén. Tối hôm qua mọi người nói là lần đầu tiên mọi người thấy được nhân cách say của anh Bắp nha. Thì mọi người rất là bất ngờ. Em cứ tưởng chính cái gót vậy. Anh Bắp hả? Anh Bắp là một con người liêm chính, một con người chính trực, bị đàng hoàng lắm. Ở trên Facebook nói vậy đó. Nói chung ít khi bà làm phiền đến ai lắm. Mà tối qua làm gánh nặng cho anh em. Gánh ông xệ dai. Gánh còng lưng đúng không ạ? Còng lưng, gánh thoát gì cái đẹp luôn. Đừng ảnh trốn về hả anh? Ảnh không trốn về, ảnh tìm cách. Ảnh tìm cách á. Tôm ngon tới giọng cuối cùng. Trời ơi. Có chạm bánh. Ờ chưa chạm bánh, có chạm vô đầu một cái. Anh kể lại câu chuyện hài lúc nãy đi anh. Không, chuyện hài. Warm up là mình làm nóng cơ thể lên đó em. Để mình tiếp tục mình đá banh đó. Mình phải warm up lên nha. Chứ không phải câu chuyện lúc nãy của chị này, không có phải anh. Hồi nãy không phải anh. Nó khác hồi nãy anh Quý nói một xíu, hồi nãy anh Luân kể sao anh Quý. Thằng nào mà anh nói về nghe quất quất gì đó, không biết quất vô. Cũng đâu bị quất vô lỗ tai bị nhói nhói, không nghe rõ lắm. Quất hay qua mà anh Luân. Nào nói. Giờ cho em hỏi là hôm nay em đi đá bóng luôn anh. Hả? Hôm nay em đi đá bóng hay là anh đi múc ban à? Quá. Mé đi. Chứ em thấy anh chưa chạm được bóng mà anh quất hai ly mì rồi. Mấy cái đó mình đừng có đồ đi đồ lại đi được lắm con ơi. Nè, tôi nói nè, giờ tôi vô tôi chạm bóng cho coi nè. Nhưng mà em thấy vô trận tôi không chạm nữa chứ ở ngoài là chạm bình thường chứ đâu. Em thấy đợi anh là đi ra khởi động hết, anh vẫn còn ngồi đây nè. Lúc này tôi đang khởi động cổ chân nè. Dạ. Ở dòng cái mỏ hoạt động miệng là hoạt động lia lịa mấy. Cái miệng hoạt động lia lịa luôn không mấy. Nói chung là cái anh này là tinh thần thôi. Tinh thần thôi. Nói chung là thể thao là giúp cho tinh thần mình thoải mái. Anh ngồi đây mà anh thoải mái là coi như là thể thao rồi. Không, em thấy là anh phải nói là anh là thắng thua không quan trọng. Tại vì team anh gánh rồi đúng không? Đánh thua là chắc chắn là team anh không bao giờ thua. Đánh thua là không thể là thua được rồi. Hồi nãy em nghe là anh Huy cũng khá là lo ngại trước Vion đó anh. Không quá. Năm trước Vion vô hai trái. Nhưng mà năm trước em có nhớ là All Star lụm cúp không? Em nhớ. Ở quan trọng là năm trước là All Star lụm cúp thì năm nay chắc có thể là cũng vậy. Lịch sử có lặp lại không anh? Không phải tái diễn chứ. Lịch sử hả? Nhưng mà năm trước không có anh Luân anh ơi. Trời ơi, lịch sử phải thay đổi. Rồi thay đổi sao anh? Không có cúp. Ủa? Tôi điều đá là không cúp. Mà có thể cái clip tiền mà nó không cúp thì cái clip ra là tôi bị đuổi ra khỏi đội. À nó bị đuổi cũng kỳ, tại vì chưa có cơ hội được vô, là cũng không có cơ hội được vô. Nhưng mà lịch sử mà lặp lại thì đâu có gì vui, mình phải làm nên một cái lịch sử mới. Mình sẽ cho đội Vion thắng. Đúng rồi, sẽ là đội chiến thắng. Và đội lát nữa là sẽ bị thẻ đỏ 5 thành viên. Rồi còn có thủ môn với tiền đạo đá thôi. Ra 5 thành viên bị thẻ đỏ là ai? Kể tên cho em nghe đi. Ngô Quý Huy. Rick Fan. Chân... Rick Fan ghi bàn như đó đủ rồi. Mỗi đội có 7 người mà đỏ 5 người thì sao đá nữa. Là con đúng mình anh thôi, nguyên đội đúng mình anh thôi. À đó là cách để anh luôn chạm bóng đó anh. Còn thủ môn với gì mà